chuyển nhượng MU 17 phần 1, đếm ngày chia tay công thần, Mourinho thay Ten Hag. Man United đếm ngày chia tay công thần của đội bóng và huấn luyện viên Jose Mourinho sáng cửa trở lại Old Trafford thay thế Erik Ten Hag sẽ là những tin tức chính trong bản tin chuyển nhượng MU mới nhất hôm nay. Đếm ngày chia tay Lukso. Theo các báo cáo tại Anh, Chelsea đang đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ Lukso với kế hoạch dài hạn dành cho hậu vệ của MU. Đáng chú ý các nguồn tin tại Manchester cho rằng hiện tại các bên đã bắt đầu những buổi thương thảo đầu tiên về đãi ngộ cũng như chi tiết hơn về. Tương lai của Sô và không loại thứ khả năng hậu vệ kỳ cựu đã chơi cho MU 10 năm qua sẽ chia tay sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng này. Đón Mourinho Theo thông báo từ AS Roma, câu lạc bộ nước Ý đã chính thức sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho và các cộng sự của ông. Gần như ngay lập tức, nhiều tờ báo tại Anh đã thông báo rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha được liên hệ trở lại Manchester làm việc thay thế cho Eric Ten Hag đang gặp quá nhiều vấn đề vào lúc này. Hannibal đến Sevilla Theo thông báo chính thức từ phía đại diện La Liga, Hannibal Mabry chính thức trở thành người của Sevilla theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2023 trên 24. Mua trung vệ Zincle Todibo là mục tiêu hàng đầu mà đội bóng đang hướng đến trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng hàng phòng ngự trong nửa sau của mùa giải. Thay thế Amrabat, Phi báo cáo rằng thuyền trưởng 53 tuổi đã xác định được mục tiêu số 1 của ông, tiền vệ trụ cột của tuyển Yusuf Fofana. Người được cho là sẽ tới Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng đông 2024 này để thế vị trí hiện tại của Sopjan Amrabat, người sẽ về Fiorentina sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Nhiều cầu thủ ra đi. Amad Diallo, Feundo Pellistri là hai cái tên mới nhất được cho là đã sát ngày chia tay câu lạc bộ, hoặc là cho mượn hoặc là bán đứt ở trung tâm công nghiệp đông này.